Thì hôm nay cũng là cái ngày 21 tháng Giêng, Tấn Dũng và đệ Chế Khanh. Đến đây lần đầu tiên, cô Năm mới gặp. Thì cô Năm cũng xin thưa rằng bà con, huynh đệ, kẻ xa người gần, đừng có một cái quan niệm sai lầm rằng giữa tôi với cô ba ngăn cách hay là đối kỵ hay cái gì hết. Riêng tôi không có như vậy, mà rất là bị chấn động, chua xót lắm. Yeah. Một người có tài năng mấy mươi năm tạo dựng, làm nên việc xã hội, giúp đỡ cho bà con mà không hưởng thụ được bao lâu, bây giờ phải ra đi với hai bàn tay trắng. Thì đó là một cái việc cho mình thấy trước mắt, để mình ý thức lại mình. Và đó cũng là bài học, và đó cũng là một cái sự cảnh cáo cho mình. Yeah. Mình đừng ham, đừng mê, đừng bảo thủ cái gì của thế gian hết. Thì cũng như cô ba tạo dựng, làm đủ thứ, nhưng mà ra đi cũng hai bàn tay trắng. Yeah. Thì thôi, bây giờ mình còn sống lại ở nơi thế gian này, mình tự ý thức trách nhiệm của mình và biết được lý vô thường là thế đó. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tiến Dũng thân ái mến chào tất cả quý vị. Hôm nay Tiến Dũng đi cùng với bạn Chế Khanh Nhịp Cầu Yêu Thương đến từ Tây Ninh. Và hôm nay thì Chế Khanh trở về vùng Tắc Sơn Bãi Núi để đi viếng núi Cấm. Và sẵn luôn tiện thì cũng ghé qua am của cô Năm. Cô Năm là sư tỷ của cô Hoa Lý. Thì rất là nhiều bà con vừa qua cũng đã có biết được cái thông tin cô ba đã qua đời. Và cũng có hỏi thăm sao không thấy cô Năm đến đi viếng lễ của cô ba đó cô Năm. Tại vì quý bà con cũng biết là hai tỷ muội, cho nên là hôm nay thì con đến đây để trước là thăm viếng cô Năm. Và hôm nay thì sức khỏe của cô Năm cũng ổn hả cô Năm? Dạ. Hôm nay nhân viên Tấn Dũng đến đây hiện đại Chế Khanh. Dạ. Thì hỏi qua sức khỏe cô Năm thì cô Năm cũng nói lên là cũng hơi bất ổn. Dạ. Là vì từ hôm Tết nay thì khách tràn về đây rất là đông. Một đêm 100, 200 có, 70. Cô Năm thức khuya quá nhiều. Dạ. Rồi cái đêm mà cô ba mất đó, cô Năm không có hay. Dạ. Đêm đó 200 người khách. Dạ, đêm 18 hay cũng mẫu ha. 18 đó. Cô Năm thức tới 2 giờ. Dạ. Rồi sáng rồi phải tiếp xúc một cái đoàn đó chậu nữa. Thì bất chợt nghe cô Sáu Nga với cô Tuyết Mai ở cả dầu điện lên là nó có ba mất. Dạ. Thì cái sự bất chợt đó, cô Năm nhói tim, cô Năm rất là đau xót mà không biết phải nói cái gì. Dạ. Rồi bắt đầu cô Năm mệt, bất ổn. Dạ. Thì suốt mấy ngày nay, cô Năm chỉ ra đốt hương trình với cha với mẫu với bà chúa, xin mười phương chư Phật để tiếp độ vong linh của cô ba. Dạ. Tình chị em thì mấy mươi năm mỗi người có trách nhiệm để làm phận sự, mà được một cái người có tài năng, có trí tuệ, sự năng nổ không phải là dễ có. Dạ. Mà cô ba đi một cách rất là đột ngột, làm cô Năm mất ổn định tinh thần. Dạ, coi như thật là sự quá bất ngờ hả cô Năm? Quá bất ngờ. Cái cô Năm, tay chân cô Năm tự nhiên rung rung rung, mà tim cô Năm cũng rung nữa. Cái là mệt. Nói mệt quá, mệt rồi. Như vậy không biết phải làm sao, ra đốt hương trình đặng nguyện giái. Rất tiếc khi mà coi lên clip Tấn Dũng quay. Dạ. Yeah. Thì cái một điều thiếu sót
là ở đó cô Năm không đến được. Một là mệt, hai là tiểu đường. Dạ. Ba là cô Năm đang bệnh bao tử hoành hành. Dạ. Rồi con huynh đại nói thôi mẹ đừng có đi. Dạ. Tiểu đường đi đám ma về đau nhất dữ lắm. Mà thật ra là như vậy. Dạ. Huynh đại không hiểu thì trách cô Năm. Nhưng mà cô Năm làm trong cái âm thầm, chứ không có thể hiện đến đó. Dạ. Cô Năm điện xuống dưới cho nhỏ con gái của cô ba. Dạ. Nghe nói rằng cô ba kêu để lại 3 ngày. Dạ. Nhưng cô Năm điện xuống nói rằng bây giờ liệm đi vì cô ba đã tắt thở rồi. Dạ. Liệm đi rồi hoàn lại 3 ngày cũng được. Chứ chưa liệm mà để ở ngoài vậy đó thì nó thất bại lắm. Nó ảnh hưởng chung quanh lắm. Dạ. Rồi con cô ba nói không có liệm mà để vậy 3 ngày. Nó trả lời vậy rồi thôi cô Năm cũng im luôn. Dạ. Thì tuy không đến đó nhưng mà thông tin vẫn trực tiếp cô Năm vẫn coi và biết được sự việc. Dạ. Dạ. Coi như là cô Năm cũng biết và cũng có dạ. khuyên gia đình ha. Có. Dạ. Có điện xuống dưới nói. Rồi nói với huynh đệ tại sao không sắp cô ba mất tắt hơi rồi. Dạ. Thì huynh đệ xúm nhau ngồi hai hàng hai bên vậy niệm để bà. Hộ niệm cho cô ba. Mà sao không thấy ai làm gì hết. Dạ. Mà có một vị nào mà mang kiến đen rồi mặc áo thun đen lại kêu phải là trà xá bóp này kia. Rồi thấy xúm nhau mà làm chuyện đó. Thì cái sự chấn động nó quá lớn. Nó mà cái vong linh của cô ba không biết phải về đâu. Dạ. Rất là đau xót lắm. Vì cái sự thanh tịnh không có. Và cái hồng danh niệm Phật, cái oai linh để tiếp độ, cái hương linh đều là không được như ý của mình muốn như vậy. Đó. Nhưng mà tình bạn bè thật sự, nhưng còn con cái của cô ba. Dạ. Để có đồng ý điều đó không? Dạ đúng. Trong gia đình còn con, còn cái, còn chị em, trong thân bằng quyến thuộc thì mình không thể nói được những gì. Đó. Thì thôi, hôm nay Tấn Dũng hỏi cũng thay mặt cho bà con cũng rất thắc mắc. Dạ. Về cô Năm tại sao không đến. Nhưng mà cô Năm đã đến bằng cách khác, chứ không phải đến đó rồi đứng đó ngó, hay là đến đó rồi quấn quýt thể hiện những cái mà với cái hình tướng của trần gian thì nó cũng đúng vậy. Nhưng đối với tâm linh của cô Năm thì nó có khác hơn với cái tâm niệm của bà con, của huynh đệ, của mọi người. Tại sao bà bạn mà khi chết không đến là một cái điều mất nghĩa, mất tình. Ha? Dạ. Nhưng hôm nay cô Năm xin thưa với bà con huynh đệ, kẻ xa người gần. Đối với cô Năm thì không phải là như vậy. Mà không phải cô Năm bảo thủ cho việc làm của cô Năm. Nhưng một là quan trọng về linh hồn được sự tiếp độ hay không, và có thể hướng về một cái hướng thanh tịnh được hay không. Nhờ oai linh thần lực của ơn trên, một tiếng nói của con người nó có giá trị gấp 100 tiếng nói của người không giá trị. Dạ. Tấn Dũng cũng hiểu điều đó mà. Thành ra nếu con người đi vào di tâm thì làm cái âm thầm mà chuyển hóa được và hòa nhập được, kết quả được, nó rất là hữu ích. Còn cô Năm đáng tiếc là sự việc đã thể hiện như vậy. Chẳng qua là cô ba không được bình tĩnh để nhắc nhở con cháu trước khi nhắm mắt. Và sự sắp xếp trong gia đình
không có được chỉnh chu. Dạ. Con cháu nó rối, phần nó nhỏ nó cũng không biết. Thì mình nghĩ rằng ở đó có nhiều huynh đệ, những người biết chuyện thì yeah. cũng có thể làm được những cái chuyện đó. Nhưng mà trái lại thì nghe thấy Tấn Dũng quay không à, bu 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 bóp tay bóp chân, bóp tay bóp chân, làm chấn động cái thể thân của cô ba yeah. rất là nhiều, mà không đem lại lợi ích cho tinh thần, cái phần hồn của cô ba. Thì hôm nay cũng là cái ngày 21 tháng Giêng, Tấn Dũng và đệ Chế Khanh, Chế yeah. Khanh à, đến đây lần đầu tiên. Cô Năm mới gặp, thì cô Năm cũng xin thưa rằng bà con, huynh đệ, kẻ xa người gần, đừng có một cái quan niệm sai lầm rằng giữa tôi với cô ba ngăn cách hay là đối kỵ hay cái gì hết. Riêng tôi không có như vậy, mà rất là bị chấn động, chua xót lắm. Yeah. Một người có tài năng mấy mươi năm tạo dựng, làm nên việc xã hội, giúp đỡ cho bà con, mà không hưởng thụ được bao lâu, bây giờ phải ra đi với hai bàn tay trắng. Thì đó là một cái việc cho mình thấy trước mắt, để mình ý thức lại mình. Và đó cũng là bài học, và đó cũng là một cái sự cảnh cáo cho mình. Dạ. Mình đừng ham, đừng mê, đừng bảo thủ cái gì của thế gian hết. Thì cũng như cô ba, tạo dựng, làm đủ thứ, nhưng mà ra đi cũng hai bàn tay trắng. Dạ. Thì thôi bây giờ mình còn sống lại ở nơi thế gian này, mình tự ý thức trách nhiệm của mình và biết được lý vô thường là thế đó. Thôi mình ráng cố gắng, ráng tinh tấn, ráng định tâm mà lo tu học và tạo những cái duyên, cái phước, cái công như thế nào để làm lợi ích cho đời, cho xã hội. Khi cô ba ra đi rồi cũng để lại những cái dấu vết, những cái kỷ niệm cho mọi người nhớ cô ba, ơn cô ba đã giúp đỡ, đã chia sẻ cho bà con những cái món quà tinh thần, những cái câu thơ, những cái văn pháp để cho những người giác ngộ qua về con đường chánh đẳng chánh giác, và gạo thóc, những vật thực mà cô ba đã có. Thì hôm nay cô Năm cũng thành thật chia buồn đối với gia đình của cô ba, nhưng mà cô Năm không có nói được. Yeah. Cô Năm hẹn ít bữa cô Năm khỏe, yeah. bình tĩnh định đợi cái thân, rồi sẽ xuống dưới đốt những nén hương, rồi chia sẻ với con cháu an ủi nó. Yeah. Chứ cô Năm đâu có vô tình đánh đổi. Yeah. Nhưng mà đang lúc này cô Năm bất ổn về thể xác, rồi mặt khách khứa quá đông, sự tiếp xúc quá nhiều, rồi phải đủ mọi mặt hết. Thành ra tuổi già sức yếu rồi cũng không có được khỏe. Và bất chợt như vậy cô Năm cũng có một cái sự xúc động rất nhiều về cô ba. Nhưng mình tu rồi thì không có bi lụy như thế gian. Yeah. Mà mình chấn chỉnh, cũng như huynh Năm hồi đó chết, cô Năm không có khóc. Dạ, yeah, cũng mình cũng đã có cái sự chuẩn bị. Dạ, yeah, không có khóc. Dạ. Yeah. Nếu mình vững tinh thần để mình niệm Phật, để đưa tiễn vong linh của huynh đi, đó, rồi chấn chỉnh huynh, phải sáng suốt tỉnh táo, không xúc động, không luyến. Dạ. Yeah. Rồi mình bình tĩnh để sắp xếp khi khách khứa tới, tang chế trong gia đình mọi thứ. Chứ mình buồn, mình khóc, mình xỉu lên xỉu xuống thì làm rối thêm cho gia đình nữa. Yeah. Thành ra có một cái sự tỉnh táo và an định là cái tâm. Thì đối với cô ba cũng vậy,
Cô Năm rất là xúc động, nhưng mà lấy lại cái tinh thần, cố định lại, để rồi mình thành tâm, đốt nén hương, cầu xin cha, mẫu, mười phương chư Phật, tiếp độ vong linh. Khi người bạn đạo đã mấy mươi năm, giờ phải chia tay, kẻ đi người ở, thì làm sao không có đau lòng được Tấn Dũng? Dạ. Nhưng nói với ai bây giờ đây, than với ai được đây, thì thôi, hai ba bữa rài của Năm nằm trong phòng không à? Dạ. Thật ra khách tới cô Năm trốn. Trốn luôn. Dạ. Để một cái, lấy một cái sức định và tâm nguyện, khấn nguyện và đi vào một cái cảnh giới thanh tịnh để quán chiếu thấy biết, rồi tự quán chiếu lại mình như thế nào, phải là sao, vì tấm gương ở trước mắt mình. Dạ. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng phải là sáng suốt để nhận định và nên thể hiện như thế nào. Nếu người biết được cô Năm thì rất là mừng, rất là hoan hỷ. Còn người không biết thì nói sao bạn bè chị em mà buồn phiền cái gì mà chết không xuống. Dạ. Không có buồn phiền gì hết. Dầu có buồn chăng hồi cái khi mình trần á, mà tới lúc chết rồi cũng hoan hỷ, cũng buông xả hết tất cả, chứ cũng không để dính trong tâm mình. Huống gì mình đã tu đạo rồi thì đâu có ôm cái buồn, cái phiền, cái đúng, cái sai vô trong lòng để làm cái gì nữa. Kẻ chết đã ăn rồi một kiếp, người sống còn phải tái tiếp, tiến nhanh. Đạo và đời vốn thiệt vô tranh, con đường bất diệt, muốn thành đạo quả thì tâm chúng ta luôn luôn buông xả, để cho mọi người tất cả được an vui. Hôm nay Tấn Dũng đến đây, hỏi cô Năm những điều đó, thì cô Năm cũng xin trả lời là như vậy. Không có buồn phiền, không có trách móc, không tại giữa có cô nhiều... với cô ba không có cái gì hết. Đó. Mà nhiều người bình luận thứ thế này thế kia, tôi nói quý vị dẹp những tư tưởng đó hết. Sống thì còn phải, còn quấy, còn xấu, còn tốt. Chết đi rồi đắp miếng vải tay đỏ lên rồi thì đâu còn cái gì nữa đâu. Mà xấu tốt hơn thua. Còn người đã chết rồi, để người ta an vui, để trở về cái cảnh giới thanh tịnh. Mình đừng có đem ý phàm lòng tục mà thế này thế kia, là không đúng với con người đạo đức. Làm người không ai khỏi lỗi lầm, lỗi mà biết hối đâu lầm lỗi sau. Nhân vô thập toàn, không ai toàn vẹn được hết 10 điều đó. Thì chính cô Năm cũng vậy, cũng không có toàn vẹn được hết, cũng đang còn sai còn trật, cho nên mình mới tu, mình mới sửa. Chứ nếu hoàn hảo viên giác thì mình đâu còn tu nữa để làm cái gì. Cho nên ở thế trần cứ quẩn quanh có bao nhiêu đúng với sai, tốt với xấu, mà cứ đi vào nẻo luân hồi khổ sở, muôn đời ngàn kiếp phải chịu đau khổ. Còn mình biết rồi thì cứ buông xả đi, cho nó nhẹ nhàng, không có cái gì dính níu hết. Người ra đi, mình ráng cầu nguyện cho được về cái hướng đi thanh tịnh, về với Phật. Đem từng cái công đức của cổ làm thì đáp lại với cái khi mà cổ chết, gieo cái nhân lành thì cái phước báo nó sẽ hưởng được ân trên, chuyển hóa và đặc để và tiếp độ cho vong linh của cô được siêu thăng tịnh độ, thoát kiếp mê đồ. Thì tin rằng cô gieo nhân lành thì hưởng quả ngọt, chứ đâu có mất phần gì đâu. Nhưng mà mình chưa thấy biết được rõ ràng, không dám bình luận. Về cảnh giới này, cảnh giới kia, cảnh giới nọ đều là sai hết. Không dám quyết định, không dám kết luận cái điều đó được. Vì cái vô vi
thì mình không nắm bắt được, không thấy được, thì đừng nên quyết đoán là cái gì hết. Nhưng muốn biết như thế nào thì xem cái hiện tại của cô. Yeah. Ra đi mà không có hành xác, không có nằm đó để mà báo con báo cái này kia. Yeah. Đi một cách nhanh chóng, một cách nhẹ nhàng. Yeah. Đó là diễm phúc rồi đó. Chứ nhiều người bán thân, ỉa chay đây dầm rồi phải đài con cái này kia nọ, rất là khổ sở đó. Nhưng mà cô đi một cách nhẹ nhàng, mau lẹ như mau vậy lẹ, nhẹ nhàng. Là điều rất là quý cho cô. Yeah. Rồi mình nên mừng đi, đừng nên buồn. Không phải cô chết mà mình mừng, nhưng mà mừng cho cô là được nhẹ về. Nghiệp. Yeah, nhẹ nghiệp, đi một cách thông thả, một cách nhẹ nhàng. Yeah. Một cách nhanh lẹ đó, không có đài con cái gì hết, không có tốn tiền bạc gì nhiều hết đó. Rồi trút hơi thở cuối cùng của cô. Yeah. Là kết thúc trong cuộc đời mấy mươi năm tu tập. Dạ, chỉ có một cái đoạn kết mà hồi nãy cô Năm nhắc một cái ông mà nhân tướng lạ mà đến mà để mà bấm nguyệt rồi cuối cùng mà cái ngày thứ hai đó cô Năm. Yeah. Thì có nhiều người người ta cũng có nói với con và cũng có bình luận cũng có. Giống như là ta nói là giống như là cô ba đó đến. Yeah. Cuối cùng mà lại gặp một cái vị đó đó đến để mà giống như hành xác, gọi là hành xác khảo đó. Khảo đó thì cái này cô Năm coi cô Năm bực luôn. Dạ, đó. Cái đó là chắc có lẽ là do một cái duyên nghiệp của giữa cô ba với cái phần của cái người này là. Yeah. Đến cuối đời phải trả. Yeah. Hay sao cô Năm ha, chứ giờ đúng là cô ba phải nhẹ nhàng hơn nữa. À, yeah. Có đâu mà người ta đã chết như vậy rồi mà lợi mà làm. Ông nói cô Năm nó, nếu cô Năm có đứng tại đó cô Năm làm việc ông đó liền, không để ông phát biểu những cái ngôn ngữ và những cái hành động như vậy được. Người đã ra đi thì để thân xác người ta yên tĩnh đó. Chứ đâu mà có lợi mà kêu sốc lên mà tha bóp mà làm tùm lum tùm lế. Ông ở quốc độ nào ông biết hay dữ vậy. Yeah. Ông nói những cái chuyện là nó ngoại lệ hết trơn à, không đúng chút nào hết đó. Mà đâu phải là thân nhân ruột thịt của cô ba. Yeah. Người ở ngoài mà đến nó làm xáo trộn gây rối trong cái cuộc lễ của cô ba đã mất đó. Cái xác nằm đó mà chẳng yên đó, nghiệp lực ma nghiệp nó theo nó khảo luôn đó. Yeah. Cô Năm nói đó là ma nghiệp thiệt đó, chứ chánh nghiệp không phải như vậy. Thì thôi bây giờ trả cho hết. Yeah. Trả cho hết để rồi đi đi thông thả chứ không có gì hết. Yeah. Yeah. Đó. Vì vậy thì cô ba cũng sẽ về một cái cảnh giới an lành hết cô Năm ha. Mô Phật. Yeah. Thì mình chỉ cầu nguyện hồng ân ở trên từ cái phước báo đó ban cho cô. Yeah. Được hưởng một cái duyên lành, trở về cảnh giới an tịnh. Ừ. Rồi tu tiếp. Yeah. Chứ kỳ này chưa giải thoát được đâu. Yeah. Về cảnh giới an lành để tu dưỡng tiếp tục. Tu dưỡng. Yeah, tiếp nghe tục. Thầy nói về nơi cõi Tây Phương an dưỡng. Ừ. Học đạo hoàn toàn ha. Yeah. Còn trở lại cứu giác chúng sanh ha có đâu. Nếu tâm nguyện của cô quyết độ chúng. Yeah. Thì cô sẽ về học đạo để rồi cô trở lại. Yeah. Ừ. Còn không có tâm nguyện đó thì về cảnh giới để tu tiếp. Yeah. Để chờ ngài ở trên thiên định. Yeah. Chứ kiếp này chưa giải thoát được. Yeah. Tại vì nếu đã giải thoát thì phải trường chay giữ giới. Yeah. Ừ. Chuyên tâm niệm Phật và buông bỏ cái việc trần đời không có dính níu. Yeah. Thì trong hiện tại được giải thoát. Yeah. Thì khi chết linh hồn cũng được giải thoát. Yeah. Mà trong hiện tại chúng ta còn đủ thứ chưa buông thì hiện tại chúng ta chưa giải thoát. Khi chết linh hồn cũng không thể nào được giải thoát được. Yeah. Cô Năm nói vậy Tấn Dũng suy nghĩ lại đi. Vì cái câu giải thoát không phải chết rồi mới giải thoát, mà chúng ta giải thoát từng phần, giải thoát trong hiện tại. Trong cái mê mình không mê, trong cái nhiễm mình không nhiễm, trong cái tham mình không tham, trong cái sân mình không sân, trong cái ích kỷ mình buông xả. Thì những cái mà mình buông bỏ, mình xả trong hiện tại thì cái thể thân của mình
cũng được nhẹ nhàng, cái tâm mình cũng được thông thả, cái lòng mình cũng được an vui. Thì đó là mình đã thấm đượm cái mùi thiền na của Phật Đạo rồi. Cái hương vị giải thoát nó rất gần gũi ở nơi mình. Khi ra đi không cầu cũng giải thoát, chứ không phải mình ngồi đây niệm Phật để cầu giải thoát mà tâm mình chẳng buông, mọi việc đều còn ràng buộc, còn bảo thủ, mình tự trói lấy mình, thì đừng có cầu mong giải thoát. Dạ. Chúng ta cứ làm đi, làm mà không dính, có mà không mê, khổ mà không buồn. Trong mọi thứ chung quanh của mình đều là mình thấy quyển giả hết. Mình không ôm gồm, mình không bảo thủ, mình không bị trói buộc, thì hiện tại chúng ta đã giải thoát rồi. Thì tương lai không cầu cũng đến, đi một cách thông thả nhẹ nhàng. Thì mong rằng huynh đệ chúng ta tu ai cũng vậy, cũng muốn cuối cuộc đời mình để giải thoát. Cũng như thằng con cô Năm, nó đi học đại học, nhưng nó về nó hỏi ba điều. Dạ. Mẹ ơi, giải thoát nằm ở chỗ nào vậy mẹ có biết không? Cô Năm nói biết chứ con. Biết đâu mẹ giải cho con nghe coi. Dạ. Thì cô Năm giải nói như nãy giờ vậy đó. Dạ. Rồi Niết Bàn nằm ở chỗ nào vậy mẹ? Dạ. Nó đi học đời mà nó hỏi mình những câu lý lẽ của đạo á, mình rất là bất chợt, rất là ngạc nhiên. Cái cô Năm mới nói Niết Bàn nằm ở tự tánh đó con. Tâm mình thanh tịnh thì Niết Bàn tự tánh của mình có. Mà tâm mình chưa thanh tịnh thì tìm Niết Bàn bên ngoài không có đâu con. Cái nó gật đầu, nó nói mẹ nói đúng. Rồi con người có mấy linh hồn vậy mẹ? Dạ. Cô Năm nói con người có ba hồn. Một là thiên hồn, hai là trung hồn, ba là nhân hồn. Cái nói mẹ giải cho con nghe đi. Một là nhân hồn trong cuộc sống mình, còn hơn thua, còn tranh đấu, còn lo chén cơm manh áo trong cuộc đời hạ này. Hai là trung hồn, là con người tự tánh biết giác ngộ, biết buông bỏ, quay về con đường chánh giác, đập công bồ đức, tạo lấy phước duyên để tô điểm phước điền. Đó là một cái trung hồn đã đi vào con đường giác ngộ. Còn cái thiên hồn thì cái thiên hồn mình là con người xuống thế gian trong ba đẳng cấp. Thiên hồn mình đang học ở trên, thông đạt âm dương, biết được việc trời đất. Khi cái xác thân mình tu đi vào chánh định thì thiên hồn sẽ trở lại. Thầy nói một chánh định thiệt là rất khó, giữ tấm lòng bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bổn. Nó hồn linh mình trở lại thì thông được diệt thiên, diệt địa, diệt nhân, âm dương được rõ. Đó là thiên hồn trở lại. Sau này ví dụ đất nước Việt Nam mình tuy nhỏ bé hơn các nước, nhưng mà sau này đứng hàng đầu hết các nước. Dạ. Là vì sao? Những người tu đi vào chánh định đạt được pháp vô vi thì bao nhiêu nước, rất là nhiều nước, nhưng sau này chỉ chọn còn 18 nước thôi, thì nói đủ 18 thứ tiếng, mà những tiếng này đều là không có học của trần gian. Đó. Cho nên có học có biết là thường, không học mà biết mới phi thường là thai. Nó là như vậy. Khi cho cái thiên hồn mình trở lại thì mình thông suốt hết. Đó. Biết được việc trời đất, biết được việc âm dương, tất cả đều được thông suốt.
Rồi thầy nói sách có câu Minh Đức Tân Dân, được thủ trụ quyền khai nhất khiếu. Đó. Khi mình chấp thủ, mình trụ được tâm, thì quyền khai nhất khiếu là quyền là nó là vô vi à. Dạ. Quyền vi đó là cái quyền lực ở trên khai cái khiếu tam quê tụ đỉnh của mình đây, thì mình thông đạt được, mình biết được hết những sự việc, mới làm được việc đại sự của trời đất được. Cho nên tu nó có ba giai đoạn là như vậy. Thì cô Năm trả lời xong, thằng con mới nói: vậy mẹ biết giai đoạn này là giai đoạn nào của mẹ chưa? Dạ. Yeah. Cái cô Năm nói lúc đó là khổ dữ lắm. Mỗi lần nó điện về là cô Năm phải lo tiền gửi cho nó, là hồi hộp rồi đó. Dạ. Yeah. À, nhưng mà cô Năm nói là giai đoạn này là giai đoạn thử thách mẹ, khảo đạo mẹ để phong phê đẳng cấp. Nếu mẹ định được, mẹ không chao đảo, mẹ không buồn phiền, thì mẹ sẽ được ân trên chấm điểm. Vì tối ngày những cái hoàn cảnh đưa đến với mình là những cái đề thi mà mình đáp số không đúng á, thì coi như mình bị rớt. Rồi mỗi việc không phải mình tu với ông Phật, lại Phật hay gõ mõ tụng kinh gọi là tu, mà tu tu tự tánh, tu với mọi người, tu trong mọi hoàn cảnh, nhất cử lưỡng tiện, tất cả đi đứng nằm ngồi đều là phải tu, chứ không phải bái sám lại Phật gọi là tu. Đó. Mà khi gặp cảnh tới rồi thì nổi sân lên ù ù đó, rồi những cái bất chợt mình không kiềm chế được thì cái chữ tu mình coi như nó không trọn vẹn. Nó thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, còn ẩn trong tim óc sát phàm. Cho nên minh tâm kiến tánh mới thành Phật. Con người tu thường thấy tánh của mình. Dạ. Tánh này tánh Phật hay là tánh ma hay là tánh phàm, cần nên chấn chỉnh. Cái nào nên làm, cái nào nên bỏ, cái nào nên sửa, đó là tự tánh. Nam Mô Di Đà Phật. Thì Tấn Dũng có cần hỏi gì cô Năm? Dạ, thưa cô Năm, hồi nãy cô Năm có nhắc là nước Việt Nam mình tuy là nhỏ nhưng mà sau này là đứng đầu là Đại Cường Quốc mà. Giải thích thêm cái đề này cho nó sâu sắc hơn chút cô Năm. Vì Đức Quỳnh Giáo Chủ nói nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Dạ. Cho nên Phật Thánh Tiên đều xuống, xuống thế gian, Phật Thánh Tiên cùng nhau xuống thế. Dạ. Xuống đều có thể thân hết. Đó. Mỗi vị, mỗi làm theo sứ mệnh của mình, theo tâm của mình. Bên Phật thì thể hiện hạnh Phật, bên Thánh thể hiện hạnh Thánh, bên Tiên thể hiện hạnh Tiên. Đó. Tất cả Phật Thánh Tiên đồng cư nhất thể ở trong cõi ta bà này, và từ địa ngục cũng đi lên trong cõi ta bà này, từ thiên ma cũng đi xuống trong cõi ta bà này, đang trà trộn chung chạ với nhau. Nhưng ai muốn biết đâu là Phật, đâu là Thánh, đâu là Tiên, thì phải xem những hành động, những cử chỉ, những lời ăn tiếng nói, những việc làm của thể thân của người đó, sẽ nhận ra rõ ràng đâu là Phật Thánh Tiên, đâu là thiên ma, đâu là địa ngục đi lên. Còn đứng hàng đầu của các nước là vì hồi xưa đó thì vua chúa đều ở ngoài Bắc á. Dạ. Nhưng vào cái thời này thì trở về Nam hết rồi, trở về Nam đã có sửa sang. Dạ. Thầy nó gồm một nơi sửa sang tiêm tắc, sử phân người cùng vật thưởng phong, ban cho đời thoát chữ cai nồng, nay dục thúc câu quân tu ký. Ngày nào mà Phật Tiên tọa vị, ấy thời lai bình trị an dân, khắp các nơi chư quốc xưng thần, trong bốn biển thái bình lạc nghiệp. Đó. Tất cả đều phải quy về đất nước Việt Nam để
cái cơ Di Lặc ra đời, Chúa thánh xuất cũng đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà cái việc của bề trên, cô Năm không có dám nói ra nhiều, thì chỉ hiểu chút ít vậy, nói chia sẻ với bà con Tân Dũng, chứ cái biết của cô Năm ở trong cái tầm mức nhỏ hẹp mà thôi. Còn nhiều người tài cao trí rộng, ta hiểu xa thấy rộng lắm, nhưng mà đối với cô Năm thì hiểu chút đỉnh, nói chút đỉnh vậy thôi. Chứ cơ sám thầy đã nói hết rồi. Dạ, cảm ơn cô Năm. Cái lời cuối cùng